Lao động thiên trường. Thường thì nếu như là một khán giả trung lập thì những khán giả của Việt Nam thường sẽ có xu hướng cổ vũ cho đội bóng yếu hơn. Bóng đã chạm tay Giroud và có quả penalty dành cho các cầu thủ U23 Campuchia. Bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp đấu này. Đến thời điểm này thì U23 Campuchia chưa có được một tình huống dứt điểm nào, nhưng rất có thể họ sẽ có được bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Đây là những cổ động viên của U23 Campuchia. Ngay lập tức huấn luyện viên trưởng Keisuke Honda. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha xử lý khá lóng ngóng của hậu vệ biên số 2 Giuno. Giuno là một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất trong đội hình của U23 Malaysia, nhưng đã có một pha xử lý rất vụng về. U23 Malaysia cũng không thể phàn nàn gì về tình huống penalty vừa rồi, khá rõ ràng. Và người thực hiện là Chaun Chanchas. Chaun Chanchas và Bin Afghani. Rất hồi hộp. Chanchas. Vẫn là Chanchas. 1-0. 1-0 cho U23 Campuchia. Và đây là niềm vui của các cổ động viên U23 Campuchia có mặt trên khán đài của sân đồng Thiên Trường. Rất bất ngờ. Trong bóng đá thì đúng là không thể lường trước được điều gì. Hậu vệ Giuno, một trong những người chơi năng nổ và nổi bật nhất trong đội hình của U23 Malaysia, đã mắc lỗi trong một tình huống lui về phòng ngự từ một quả tạt không quá nguy hiểm của U23 Campuchia. Thì sự phối hợp không ăn ý giữa đội trưởng Binmot Khalili và Giuno đã mang đến một quả penalty. Và ở trên chấm đá 11m thì trung vệ Chaun Chanchas đã không mắc bất cứ một sai lầm nào. Cú đá quá hiểm hóc, rất tập trung và cực kỳ quyết tâm, mang lại bàn thắng mở tỷ số cho U23 Campuchia trong hiệp đấu đầu tiên này. Một kết quả hết sức bất ngờ và sự thất vọng tràn trề.